mua Husky về để trong nhà, nhưng mà sao nó lạ lắm. Cố tình mở TV to hết cỡ. Vẫn ngủ. Tới cái ghế bên cạnh. Vẫn ngủ. Nghe nói Husky giữ nhà đỉnh lắm, nên cũng tậu về một em. Nhưng mà thấy nó sao không có giống như trong sách nói á mọi người. Giữ nhà kiểu gì mà TV mở to hết cỡ. Đến cả nhà hàng xóm cách 5 căn còn nghe được. Thì con Husky này nó vẫn còn ngủ ngon lành. Nghĩ rằng TV không đủ đồ nên dịch chuyển cái ghế ngay bên cạnh tai nó. Làm rầm rầm còn hơn cả động đất mà nó vẫn cứ phải gọi là không biết trời trăng mây gió gì. Thiếu điều Sen còn nghĩ nó đi bán muối rồi cơ. Cố tình mở TV to hết cỡ. Vẫn ngủ. Tới cái ghế bên cạnh. Vẫn ngủ. Cầm túi hạt lên. Chỉ cho đến khi thử lắc cái bịch hạt có một lần thôi, nó ngóc cái đầu dậy còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt luôn. U là trời, vậy là giữ nhà giữ chưa hả Husky ơi? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.